Sĩ Nghĩa năm nay nhiêu tuổi nè? Dạ em 23. Vậy Trí Nhân nhiêu? Dạ 23. Đúng rồi, sinh đâu em ạ. Chứ 24 mới xỉu à. Ủa vậy anh có đoán được là ai là anh, ai là em không? Sao không? Nhân trí tính lễ nghĩa thì chắc là nhân trước rồi nghĩa sau nè. Nhân là anh, nghĩa là em đúng không? Bậy rồi. Chắc là mình phiên bản. Đúng hả? Vậy là bạn Nhân là người anh nè, bạn Nghĩa là người em nè. Nhân bên đây nè anh à. Sai rồi chị. Anh là Nhân. Đây là Nghĩa hen. Chiều cao của Nhân hình như nhỉnh hơn một tí đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ngoài cái sự khác biệt về chiều cao, mình còn sự khác biệt giữa hai anh em sinh đôi là gì không ạ? Có à, em thấy là anh này đen hơn anh này xíu. Phong. Đen nhưng trong lòng thì trong trắng. Rất xứng đáng để trở thành một trong những mục tiêu mà các cô gái phải chinh phục ngày hôm nay. Ăn nói rất là khéo léo, điềm tĩnh, điềm đạm. Nghề nghiệp của các bạn là gì nào? Công việc hiện nay của em là em đang là bộ đội. Mình ở binh đoàn nào hay như dạ, nào? Dạ em ở bộ tham mưu quân khu 7. Còn Nhân? Dạ hiện tại thì em đang làm nội trợ ở nhà. Đảm việc nước, giỏi việc nhà là đây rồi. Hay quá. Thì nhà em có mở một quán cơm, thì em làm đầu bếp. Nấu ăn ngon, nói chuyện cũng ngọt nữa. Từ trước đến giờ là hoạt động trong những môi trường khác nhau, các bạn có được cơ hội tiếp xúc với phái nữ nhiều không? Như trong quân đội chắc là ít đúng không ạ? Dạ thật ra trong quân đội toàn nam. Còn không biết Nhân, đầu bếp chắc cũng chinh phục khá nhiều cô gái rồi đúng không? Đúng rồi, qua bao tử trước mới tới thì mà. Trời ơi, ngại quá. Ngại quá. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ sẽ là vòng gặp gỡ đầu tiên được mang tên Tần Số Ban Đầu. Chờ đón xem giọng nói của mỗi cô gái dành cho hai mục tiêu ngày hôm nay là Trí Nhân và Trí Nghĩa như thế nào đây. Xin mời. Chà. Chào bạn gái ở vị trí đầu tiên à. Xin mời bạn giới thiệu đôi nét về mình. Xin chào hai anh chị MC. Xin chào anh Trí Nhân và Trí Nghĩa. Và chào tất cả mọi người. Mình tên là Cao Thủy Thúy Nga. Sinh năm 1996. Sinh ra và lớn lên tại vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận. Cho nên là làn da hơi rám nắng một tí xíu. Hiện tại công việc của Nga là người dẫn chương trình MC. Và với nhiệt huyết, với đam mê tuổi trẻ thì Nga rất là thích việc mình đi đến nhiều nơi, khám phá nhiều vùng đất và chinh phục những nơi đó. Nhưng mà ngày hôm nay ngay tại sân khấu của Tần Số Tình Yêu thì nơi mà Nga muốn chinh phục đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Yêu từ giây phút đầu tiên luôn á. Thôi cho Nga là anh có vợ rồi nha Nga. Ôi, ủa đâu ai nói tới anh đâu anh Hoàng. Nói như nâng tôi lên tiếu đi. Anh hàm hố quá à. Mà rõ ràng bạn ấy là một MC. Giọng nói rất là ngọt ngào, dạ, rất là cuốn hút. Chà hai này chuẩn bị cẩn thận nha. Rồi cảm ơn Thúy Nga. Còn bạn gái số 2 thì sao nào ạ? Xin chào khán giả cùng hai MC và hai anh Trí Nhân, Trí Nghĩa. Em tên là Hồ Cẩm Tú, em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là sale mỹ phẩm và quần áo. Em đến từ thành phố Quy Nhơn. Em có quan điểm rằng luôn luôn tin tưởng tình yêu, bởi vì nó giúp chúng ta luôn hạnh phúc, vui vẻ và hoàn thành công việc trong cuộc sống. Em đến với chương trình Tần Số Tình Yêu để mà mình tìm kiếm một tình yêu cho cuộc sống. Yeah, cảm ơn cô gái đến từ vùng biển khác nữa là Quy Nhơn. Vậy là hai cô gái vùng biển ngồi sát bên nhau luôn nha. Đúng rồi, chắc này vùng núi quá ha. Xin chào cô gái ở vị trí số 3 ạ. Xin chào tất cả mọi người, em là Lâm Quỳnh Giao, em đến từ thành phố Đà Lạt. Thấy chưa? Hay quá. Em năm nay 21 tuổi, cao 1m68, là sinh viên năm 3 của trường đại học Thủ Dầu Một chuyên ngành ngoại ngữ. Mẹ em thường nói là số em tuổi cọp sẽ long đong lận đận. Và em thì không tin mẹ em cho nên em đã tham gia chương trình này. Hai anh Trí Nhân, Trí Nghĩa nè, hai anh có biết tử tế là gì không? Tử tế tức là không một để một người xinh đẹp như em phải ế đó. Trời ơi, đốn tim rồi. Cảm ơn cô gái đến từ Đà Lạt. Và bây giờ sẽ là cô gái cuối cùng, chào bạn. Xin chào anh Hoàng và chị Lê Lộc, anh Trí Nhân và Trí Nghĩa. Em tên là Phú Quý. Tại mọi người hay gọi em là Mễ. Năm nay em 23 tuổi. Em hiện đang là sinh viên thiết kế đồ họa. Mỗi một buổi sáng em thức dậy, cái điều em cảm thấy cô đơn nhất là chả có ai ở bên cạnh mình để mà mình hy vọng và cố gắng vì một ngày. Bởi vì những chuyện em làm là vì bản thân em thôi. Em hy vọng là sẽ có một ai đó ở bên cạnh em để em cố gắng vì người đó nữa. Ôi, nghe thương không? Ngủ sáng thức dậy cô đơn. Cho anh hỏi nhẹ cái sao em có nickname là Mễ ha? Thực ra cái nickname của em tên tiếng Anh là Amy, nhưng mà do mấy bạn hay gọi đọc thành tiếng Việt á là Ái Mễ, nghĩa là ế mãi đó. Ế mãi đó.
dễ thương. Và như vậy chúng ta đã được nghe giọng nói của cả bốn bóng hồng, bốn người đẹp rồi. Không biết là hai anh em cảm nhận như nào? Bạn nào nói chuyện cũng dễ thương á. Ấn tượng với cô nào nhất nè? Em mới đi Đà Lạt 4 ngày mới về thì cho em ấn tượng với số 3. Trong 4 bạn này thì em ấn tượng bạn thứ 4, tại vì bạn đó cùng quê với em. Dạ em ở thành phố Mỹ Tho. Mấy ơi em ở đâu? Dạ em ở Mỹ Tho anh. Hợp lý quá. Sáng sáng mở mắt ra có chàng trai nằm bên cạnh bưng nguyên tô hủ tiếu Mỹ Tho ra. Hợp lý luôn. Đó đây chỉ là những ấn tượng ban đầu thôi. Và bây giờ để đi tìm tần số kỹ hơn nữa, xin mời quý vị hãy theo dõi 4 chiếc ốp lưng sau đây. Nhân và Nghĩa cảm nhận là mình ấn tượng và thích cái ốp lưng nào nhất? Em vẫn thích bạn thứ tư. Vẫn bị đôi mắt ấy cuốn hút ha. Ghê. Bây giờ phát hiện ra đôi mắt nó đẹp. Bạn Phú Quý ơi, thì trong tấm hình đó mình thấy bạn chụp hình có vẻ là có đang có tâm trạng gì đấy. Cái tấm hình này thì em cũng chia sẻ luôn, đây là cái concept mùa đông. Thì em có một người bạn là thợ chụp ảnh, thì anh đó thích một cái bộ ảnh mùa đông, nhưng mà tạm thời thì chưa tìm được bạn nữ thích hợp. Thì đúng lúc là em vừa mới cắt tóc ngắn thì anh bảo là hợp với concept này thì thôi anh chụp cho em nha. Thế là em chụp ngay cái này. Còn lý do mà cái hình của em nằm trên cái ốp lưng á, này là quà sinh nhật của bạn em tặng. Em không có tự in hình mình lên. Mình cũng không ngờ là bạn đó tặng cho mình cái ốp lưng. Tại vì bình thường thì mình không dùng ốp lưng điện thoại, bạn đó tặng nên thôi mình đỡ phải mua dùng luôn. Bạn nam bạn nữ thôi luôn. Thật ra là bạn thân đó là bạn nam hay bạn nữ? Bạn nữ. Cho nhân hỏi bạn Quỳnh Giao là bạn hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Đà Lạt? Em đang học ở Bình Dương. Có xa lắm không? Có xa. Xa hả? Chừng 30-40 cây vậy. Em đi bằng xe máy, xe hơi hay xe buýt? Đi xe máy. Ủa, đang hỏi như Giao. Trời ơi, sao cưng người ta trả lời giùm ta luôn hả? Dạ, từ đây tới Bình Dương không phải là 30 cây mà là 60 cây. Wow. Mà em đi một mình hả Giao? Dạ, em đi một mình. Trời đất ơi, đi xe máy hả? Dạ, xe máy. Sau chương trình này chở bạn ấy về luôn. Cho nhân hỏi là trong quá trình học tập ở Bình Dương á, khi nào Giao mới về Đà Lạt thăm ba với mẹ? Giao mới về Đà Lạt cách đây 3 ngày và vừa xuống núi thì cũng đã bị bệnh rồi đây. Cách đây 3 ngày nhân cũng ở trên Đà Lạt. Có duyên với nhau rồi đó. Thì nhân hỏi là Quỳnh Giao là khi nào định về Đà Lạt nữa? Quãng đường từ đây về Đà Lạt nó không quá dài, cho nên là khi nào rảnh thì Giao sẽ về. Nhưng mà mọi khi Giao cứ đi một mình mãi, cho nên là giờ thì Giao không muốn đi một mình nữa. Mà đúng vậy rồi. Lần sau mình về chung nha. Sao mới vòng đầu đi tìm tần số mà tè vậy ta? Nói là dắt người ta về nhà rồi. Người ta nói người ta đang bệnh kìa. Giao mà uống chưa nè? Giao uống rồi. Không biết là Giao có thích ăn không nhờ? Dạ có vậy. Em cảm thấy cái cửa ải mà em khó vượt qua nhất trước một người đàn ông đó là họ dụ em bằng đồ ăn. Giao thích ăn món gì nhất có thể nói ra không? Cái gì em cũng ăn được. Nấu bằng tình cảm thì đương nhiên món nào cũng ngon thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm về những chiếc điện thoại cá nhân của mỗi cô gái. Xin mời quý vị. Nãy giờ là Lê là ấn tượng với bạn nữ số 2 nhất nè. Cái ốp lưng thì có vẻ là khá là dày ha. Còn màn hình chính thì không thấy hình ảnh của nhân vật nữ chính luôn. Không biết cô nàng đây có giấu giếm một cái điều gì đó không nhờ? Tạo vẻ bí ẩn. Em không có giấu giếm đó chị, tại vì em không có thích để màn hình. Em thích sự đơn giản. Rõ ràng là Cẩm Tú ngay từ ốp lưng cho đến màn hình, chúng ta thấy được là những sự đơn giản cho cuộc đời nó thanh thản. Đơn giản nhưng mà tính cách của em thì rất là bánh bèo, nhẹ nhàng. Vậy nên em cũng cần một tình yêu nè, cần một người đàn ông nè che chở cho em. Một người đàn ông như thế nào? Người đàn ông thì cao 1m7 thôi. Có tính khôi hài này nói nhiều cũng được, tại vì em cũng nói nhiều lắm đó. Cao ráo nhỉnh hơn mình một tí, có khôi hài khiến cho mình cười để hạnh phúc mỗi ngày. Mà nấu ăn ngon cũng ok lắm đó. Trời ơi, tôi ngồi luôn, hay quá Nhân ơi. Em là em tại người em là ăn không bao giờ bị mập á. Em rất là thích đàn ông nấu ăn ngon nữa. Nấu cho em ngon rồi làm nước ngon nữa, em rất là thích luôn đó. Bạn thích nhất món gì? Em thích nhất là món cơm chiên cá mặn. Sao ông đầu bếp ông làm được cơm chiên cá mặn không ạ? Được, món gì em làm cũng được. Trời ơi, món gì làm cũng được Cưng ơi. Như nước nhanh thì xin tố dâu. Có nhiều sữa không em? Nhiều sữa, nhiều đường nha anh. Xuất sắc, anh rất thích những cô gái mà có gu ăn uống nó phong phú và đa dạng giống như em. Tú ơi, cho anh hỏi chiều cao của em được không ạ? Em cao 1m65. Rồi hai anh ơi, cao mét mấy nè? Mình cao 1m8. Trí Nhân cao 1m8 nha. Trí Nghĩa? Nghĩa thì cao 1m8. Wow. Các anh em cao bằng nhau. Cao quá.
cao em cũng sợ anh. Sợ gì trời? Sao mấy anh đẹp trai mà cao thì thường mấy bạn gái hay chú ý anh, em ghen. Trước đây có ghen với ai bao giờ chưa? Cả. Mấy người rồi? Yêu thì cỡ được 3 người thì chắc ghen 3 người. Lê Lộc muốn hỏi bạn nữ Thúy Nga, thấy hình ảnh của bạn để là khá là một cô nàng rất là cá tính ha. Thích đi phượt nè. Đúng, chính xác. Không biết là trong tình yêu bạn như thế nào nhờ. Cảm ơn câu hỏi của chị Lê Lộc. Nga cũng muốn chia sẻ về tình yêu của Nga. Thì thật ra Nga cho đến bây giờ thì 23 tuổi, nhưng mà Nga chỉ có một mối tình đơn phương, và nó kéo dài hơi lâu là 7 năm. Trời, yêu đơn phương 7 năm. Và cho đến bây giờ sau 7 năm rồi, mình năm ngoái thì Nga đã quyết định chấm dứt cái mối tình đơn phương này, có nghĩa là tự mình thôi. Mình đơn phương nhưng mà anh đó vẫn không biết. Mình nghĩ là mình không với người ta được thì mình sẽ có một tình yêu nào đó đang chờ mình, ví dụ như là trong chương trình ngày hôm nay chẳng hạn. Một cô gái ngoài 20 bắt đầu trưởng thành, phải làm chủ được cuộc sống và tình yêu, cảm xúc của riêng mình. Rất tốt, cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ hãy tiếp tục khám phá kỹ hơn nữa. Không biết là những ứng dụng các cô ấy download về sử dụng là gì, để mình hiểu xem cái nhu cầu và cái sở thích của họ là ra sao. Xin mời. Nghe ơi, sao mà tin nhắn tới 94 lần. Sao nhiều vậy em? Nhiều quá vậy. 94 đó là tổng đài hết luôn anh. Lâu lâu vẫn xóa, tổng đài nhắn nhiều quá. Anh phải nhìn thì anh mới biết là 94 tin nhắn này có đến từ tổng đài không, hay đến từ những số của những vệ tinh khác. Xin mời người đẹp hãy cố gắng hỗ trợ cùng với Maribel và Lê Lộc nhấn vào phần tin nhắn. Toàn tổng đài không hả? Đa số công việc của em á thì các khách hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc là mail hoặc là gọi điện, cho nên là rất là ít việc nhắn tin. Bạn xóa không được, muốn mình xóa giùm cho. Ồ, sẵn sàng. Quá đơn giản. Tại vì mình sợ nhiều quá rồi, nhiều khi tin nhắn của mình á đến thì bạn không thấy được. Đó là phần tin nhắn. Tôi muốn khai thác kỹ hơn nữa về một hình ảnh được không mà Thúy Nga? Dạ được ạ. Lướt màn hình nào. Wow, mấy món này em nấu đúng không? Mấy này nhà ơi. Hàng nấu nhà anh ơi. Đây nhà hàng. Toàn là chụp hình có một mình, hoặc là chụp hình rất là đông người. Công việc này nọ, đồ ăn, thức uống là nhiều. Rồi, cảm ơn bạn. Ba người đẹp còn lại thì sao nào? Bây giờ Nhân với Nghĩa, mình muốn tìm hiểu cái ứng dụng hay là cái phần nào trong điện thoại của bạn Cẩm Tú nào? Bạn Cẩm Tú ơi, là mình muốn xem cái phần Cinema của bạn á. Những bài hát đúng không? Nghe nhạc đúng không? Rồi. À, những bài hát này. Sở thích giống mình. À, là đó là những bài hát mà em tải về đúng không đúng anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếng đa Việt. Số là về tình yêu ha. Đúng rồi. Những bài hát Việt Nam. Toàn bài mình thích thôi. Không có ca khúc nào của Hoàng Rapper hết. Không, có ca khúc nhưng mà em thuộc ca khúc của anh Hoàng Rapper. Cảm ơn em. Hát một đoạn cho chứng minh điều đó đi em. Nhưng mà em thuộc lời của Khở My à. Trái tim anh ổn lắm, không sao. Còn phần nào nữa không? Được rồi, cảm ơn bạn Cẩm Tú. Mình muốn xem phần đồng hồ. Đồng hồ bác? Sáng nè, trưa nè, chiều nè. Mình cũng còn học một số môn nữa. Thì sáng em đi làm thì chiều khoảng cỡ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ là em đi học. Nên em báo thức buổi chiều để em đi học. Còn cái khung giờ buổi trưa là sao bạn hả? Khung giờ buổi trưa là có nhiều lúc em rảnh rỗi, cái ngày đó em không có đi làm á chị. Thì em để đồng hồ báo thức là 12 giờ trưa em mới dậy. Còn tại sao những cái giờ còn lại nó bị cấn gì, nó lẻ lẻ? Đúng rồi, tại công việc của em là mình sale mỹ phẩm và quần áo mà anh, nên mình làm công việc tự do. Nên em lướt đại, giờ dính số nào là dính phút nào mình dậy phút đó thôi. Không có anh, em phải dậy đúng giờ đó anh. 7 giờ 28 phút là phải dậy nè, 15 giờ 43 phút là đúng cái giờ đó là anh biết rồi. Sao không? Là bình thường thế, nếu mà 7 rưỡi á, em phải dậy thêm quýnh cái số 7, 8 gì đó để mà cho em ngủ nướng thêm vài phút nữa. Dễ thương. Rồi, cảm ơn em. Hai anh tính rất là hiền, ý là hai anh luôn hay là một trong hai anh có những tính cách khác nhau? Có hai tính cách khác nhau nhưng mà trong đầu lúc nào suy nghĩ cũng giống nhau hết. Vậy cho em hỏi là mẫu bạn gái lý tưởng của hai anh luôn đó có khác nhau không? Mẫu bạn gái của Nhân thì cao 1m6, là vừa năng động, thích đi du lịch, thích nghe nhạc, xem phim không anh? Có chứ. Nói chung là năng động là cái gì cũng thích rồi. Em cũng năng động lắm, em cũng gọi là cũng hợp lắm á. Cũng đủ tiêu chuẩn lắm á. Dễ thương mà đó. Đặc biệt là mình rất là thích con gái biết nấu ăn. Em biết nấu ăn mà nấu mấy món nấu cơm vậy, luộc trứng rồi luộc rau vậy thôi.
vậy cũng được rồi, nấu cơm là được rồi. Đó là cái gu của bạn Nhân. Còn bạn Nghĩa thì sao bạn? Người yêu lý tưởng là sao? Thì người yêu lý tưởng của mình thì không quan trọng lắm về vẻ đẹp bên ngoài. Là quan trọng là họ có biết lắng nghe mình không? Hiểu đúng không? Hiểu về con người, đồng cảm. Cái thứ hai là biết lo cho gia đình. Và cái thứ ba là chơi thể thao và đi du lịch. Tú có chơi thể thao hem? Em thì em có đi tập yoga, đi bộ, chạy bộ thôi. Anh thích bạn gái anh cao mấy bao nhiêu? Tại em thấy anh 1m8 đó. Khoảng 1m6 là được rồi. Anh có thấy 1m6 nó bị chênh lệch quá không? 20cm luôn. Nhiều khi anh khuỵ xuống cũng được, khuỵ xuống cũng được, khuỵ xuống cũng được. Anh muốn được che chở và bảo vệ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ. Yeah. Bây giờ chúng ta hãy đến với chiếc điện thoại của cô nàng Quỳnh Giao. Quỳnh Giao thì lại tiếp tục để cái nhân dáng của mình, một cái lưng rất là đẹp, đội nón lá. Ủa nắng thì nắng Đà Lạt hay nắng ở đâu vậy cưng? Dạ nắng ở Đà Lạt. Dạ đây là nhà nội em á. Em đang đi ra đằng trước chèo dừa hái. Cái email của cô ấy cũng khá nhiều cái thông báo hen. Dạ. Đúng là con gái mà không thích dọn dẹp mấy cái đó. Chà. Vậy thì trong cuộc sống hàng ngày của em như thế nào? Nếu như là người chồng, người yêu hay thậm chí là những người thân trong gia đình nấu ăn cho em ăn thì cái phần dọn dẹp á, em có dọn không? Dạ, thường thường thì trong nhà em là người nấu ăn. Tại vì em nấu ăn rất là ngon. Xuất sắc, được có một điểm cộng rồi đó. Dạ. Bạn nấu ngon nhất là món gì? Món gì mà anh thích là em cũng có thể nấu ngon được hết. Anh Tinh Nhân thì anh thích ăn món gà chiên nướng mắm, món canh rau má, món gà kho xả, nói chung gì về gà là anh thích. Nhà nội em có nguyên một đàn gà to chà bá luôn. Trời ơi, quá tiện lợi luôn. Thả luôn hen đó. Rồi còn bạn Trí Nghĩa? Dạ. Anh Tinh Nghĩa thì nói chung là em nấu gì anh cũng ăn hết. Đó là tình cảm của em dành cho anh mà. Nấu món gì cũng anh cũng cảm thấy ngon. Chịu. Nhân muốn tìm hiểu một ghi chú của Quỳnh Giao. Ghi chú ha, ghi chú công việc đúng không? Anh có chắc không? Ủa sao vậy em? Em hay làm thơ trong đó lắm hay sao mà? Một là rất nhiều và hai là không có gì. Thử coi. Tèn tèn. Nhân 3.14. Thường thường thì em ở trên đăng Facebook mà em rất là hài hước. Cho nên là chẳng hạn như em đăng ảnh lên với cái cách vui vui mà mọi người vô comment khen xinh hay gì đó thì em sẽ copy cái này qua bên kia. Tiện. Cho anh coi sự kiện ngày 22 tháng 3. Rồi một ngày sẽ có người đến bù đắp lại cho em những thiệt thòi ấm ức mà em đã phải chịu. Thương em thay vì cả cuộc đời này đã vùi dập em trái tim. Có phải là một cái câu hay trên mạng rồi mình copy về không nhỉ? Dạ cũng đúng mà em sửa lại một chút. Với lại cái ngày hôm đó em đi làm á, xong rồi em làm sai có một chút thôi, em bị người ta la quá trời mà không có ai để tâm sự hết. Là cái lỗi đó là do mình hả? Tại vì em là người mới nhưng mà người ta không có chỉ rõ em kỹ càng. Em chỉ hỏi lại một chút thôi nhưng người ta kiểu giống là đang bực tức đổ lên đầu em. Vậy cũng không nên ha. Dạ. Phải cố gắng hỗ trợ cho mọi người chứ, người ta đúng còn rồi. Mới quá mà. Trên tình yêu em có giờ phải chịu những ấm ức chưa? Dạ có chứ. Cái chuyện tình yêu của em thì em mới chỉ trải qua 2 mối tình thôi và cũng không có cái nào mà quá đẹp hết trơn á. Mình bị người ta đối xử không tốt, không trân trọng á. Cái mối tình của bạn là kéo dài lâu nhất là bao lâu à? Lâu nhất là mối tình cách đây nửa năm, là quen được 1.5 năm. Còn riêng với hai chàng trai thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Nghĩa thì chỉ qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên dài nhất là 2 năm. Bạn đó có người mới. Còn mối tình thứ hai? Đó là cũng 2.5 năm. Đó là từ hồi mà em đi học ra rồi xong mà em đi làm luôn. Mối tình này đau đớn hơn nhiều. Trao tình cảm cho họ nhiều quá, đặt niềm tin nhiều quá thì đến lúc đó mình không còn được trân trọng nữa. Nhân cũng trải qua 2 mối tình. Thì mối tình đầu tiên của Nhân thì chưa đến 1 năm. Thì mối tình thứ hai á, hơn 1 năm. Rồi cảm ơn Quỳnh Giao nha Quỳnh Giao ơi. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được nội dung bên trong của cả 4 chiếc điện thoại. Hãy sẵn sàng với phần tiếp theo, đó là sự quyết định của hai chàng trai. Xin mời quý vị giải lao trong vài giây hình ảnh. Đang quay trở lại với tần số tình yêu. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc rất quan trọng sau khi chúng ta kết thúc được phần đầu tiên, đó chính là đi tìm tần số Trí Nhân và Trí Nghĩa. Các bạn muốn được tìm hiểu ai tiếp tục đây? 4 cô gái thì
cô nào em cũng có ấn tượng, nhưng mà ấn tượng nhất là cô gái số 2. Như vậy là cô gái đến từ Quy Nhơn, Cẩm Tú là nhân vật ấn tượng đối với Trí Nghĩa là người em nè. Còn với Trí Nhân, bạn muốn tiếp tục tìm hiểu cô gái nào? Nhân thì muốn tiếp tục tìm hiểu bạn Quỳnh Giao à. Quỳnh Giao là cô gái ở vị trí thứ 3. Hai anh em mình sẽ đại diện cho gia đình nhà trai. Mình giữ lại một cô để tiếp tục vào vòng trong để tiếp tục tìm hiểu. Cô còn lại sẽ phải lộ diện và nói lời tạm biệt. Thôi ưu tiên cho người đẹp đó, Lê Lộc. Với góc nhìn khách quan, em cảm thấy là cô nào hợp với hai anh chàng này hơn mà thôi à, chứ không phải là yếu tố là mình tốt hay mình xấu nha hai người đẹp ơi. Theo em á, thì em là người ngoài nãy giờ em nhận xét nha. Thì em thấy cái cô số 4 á, nãy giờ là có tương tác với hai anh, nhưng mà do là em cảm thấy là cái tần số giữa hai anh với cô gái này nó chưa có nhiều bằng cô gái số 1. Có thể là do cô ấy ăn nói lưu loát hơn, và có thể là biết cách nói chuyện hơn, nên là có vẻ là hai anh này là có nhiều vấn đề để đặt với cô này hơn. Thì em nghiêng về cô gái Thúy Nga hơn. Như vậy chúng tôi thay mặt cho gia đình nhà trai quyết định rằng cô gái có cơ hội bước tiếp vào vòng trong để tiếp tục tìm hiểu với hai chàng trai, đó chính là Thúy Nga. Chúc mừng bạn. Phú Quý ơi, anh xin lỗi phải nói lời tạm biệt với em rồi, bởi vì chắc có lẽ là vẫn chưa có nhiều điểm chung và cái đài của em vẫn chưa bắt được cái sóng của hai anh này hay sao á. Bây giờ em sẵn sàng để lộ diện chưa nào? Dạ có ạ. Xin mời em. Quý ơi, em cao mét mấy vậy? Mét 62. Ồ, mét 62 cũng vừa lắm bộ. Em thích tóc ngắn hay tóc dài mà em quyết định chọn tóc này cho dân mình? Em thích tóc ngắn, nó đẹp với mặt em. À, đẹp với mọi người. Cảm ơn em đã đến với tần số tình yêu. Ngay khoảnh khắc này thì không biết là em có một cái lời kết nào thật đẹp dành cho mọi người không nào? Em hy vọng là hai anh sẽ tìm được hai cô gái mà có cùng tần số với mình ngày hôm nay, và chúc hai anh hạnh phúc. Cảm ơn em Phú Quý. Nào.